Bạn là nhất. Bạn là nhất nhá. Bạn là nhất. Bạn là nhất. Bạn nhất. Nhất bạn rồi. Hôm nay tôi sẽ nói cho các ông biết về các loài thực vật hoặc là một cái cây. Nếu như các bạn không biết đây là ai thì chắc hẳn các bạn có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Bình thường thì thằng giống cầm tre đấy, thế nhưng mà trước khi cầm tre thì thằng giống sẽ cầm phóng lợn. Nhưng chắc là do là phóng lợn tàu, thế nên thằng giống quyết định lấy tre để làm vũ khí. Ngoài việc làm vũ khí cho hảo giống thì thực vật còn có thể được dùng để ăn. Đặc biệt trong một tự nhiên nào đó tên nước chùa thì các loài nấm đã được dùng để bơm máu cho sinh vật chơi. Ừ khoan. Free Fire. Thực vật thực sự quan trọng không ạ? Ví dụ như để làm ghế hoặc là để làm việt cộng, ta đều cần thực vật cả. Các nhà khoa học đã chia thực vật làm rất nhiều loại, thế nhưng mà theo tôi thì thực vật được chia làm hai loại. Một là các loài thực vật thông thường, ví dụ như cái cây này. Còn hai chính là người thực vật. Vậy để bảo vệ thực vật thì chúng ta phải trồng cây và tuyên truyền về tác hại của việc chặt cây đúng không? Ê, đúng đấy, thế nhưng không có con người thì sẽ không có chặt cây.